Hot xin chào các bạn. Thưa các bạn, đã mấy ngày trôi qua mà cõi mạng vẫn chưa hết ngơ ngác, ngỡ ngàng, bàng hoàng rồi bật ngửa với câu chuyện của một chị gái sinh năm 95, quê gốc Bắc Giang. Được một trang mạng mô tả là ở độ tuổi 27, chị đã trở thành một người có tiền trăm tỷ nhờ lừa đảo đỉnh cao. IQ và sự tính toán của chị chắc phải thuộc thế giới khác chứ không còn ở trái đất này. Chuyện là chị luôn tạo ra cho mình một cái vẻ ngoài giàu sang, con ông này ông nọ bà kia giàu top ở Việt Nam. Mỗi lần đi đâu, chị ngồi một xe khác nhau, hôm thì Mac, hôm thì BMW mà mãi sau này mới biết đó toàn là xe thuê 10 củ một ngày. Chị có quan hệ rồi tìm hiểu, anh T này nhà cũng có điều kiện, thế là chị nói cười rồi rủ anh T tiến tới hôn nhân. Đám cưới như mộng được tổ chức ở Marriott Hà Nội bao sang, thêm con Rolls Royce hơn 80 tỷ, chị bảo là bố mẹ cho làm hồi môn, nhưng hóa ra là chị thuê giá 37 củ một ngày. Tham dự còn có bố mẹ già, hơn 300 khách mời bên gái, cát xê 300-500k một người, cũng giả. Xong xuôi, chị bắt đầu tiến hành gọi vốn. Được biết chị gái không học lớp nghiệp vụ nào nhưng có kỹ năng thao túng tâm lý bắt đỉnh, ai gặp cũng yêu quý và tin tưởng. Cho đến khi chị dâu chồng cảm thấy có nhiều điều mâu thuẫn mới bắt tay vào tìm hiểu thì vỡ lẽ ra gia đình chị không phải là đầu tiên bị áp dụng kế này. Sau khi trình diện chị Bắc Giang lên mạng xã hội thì cả nước nô nức trong một ngày hội bóc phốt chị và lòi ra hàng loạt nạn nhân khắp trong Nam ngoài Bắc. Người ít thì 5-10 triệu, nhiều thì cả mười mấy tỏi. Chỉ với chiêu thức mượn 1 tỷ cho lời 10% sau một tuần, cứ thế lãi đẻ lãi xoay vòng. Đụng vào lòng tham của mọi người để có thể mượn tiền tới lui mãi. Và vui nữa là lòi ra thêm nhiều đám cưới của chị gần như là cùng một lúc, khiến nhiều cô gái phục sát đất và đang chờ chị ra sách viết về cách làm sao để cưới liên tục công khai mà không nhà trai nào biết nhà trai nào, mà cũng không nhà trai nào biết nhà gái thật của chị. Trong cái đám cưới đình đám lộng lẫy cách đây đã 4 năm ấy, cái đám cưới được em trai ruột của chú rể kể là sau này lộ ra khách thuê nhà gái, trước khi vào ăn, có người bên tổ chức sự kiện đưa cho phong bì từ xa, rồi bảo vào, nhét bên hòm nhà gái. Khi cưới xong thì phong bì bên nhà gái, thì Vân Anh, tức là cái chị Tina Dương này, cầm hết luôn. Vâng, như vậy là đã có cả một công ty tổ chức sự kiện đứng ra nhận kịch bản và triển khai kế hoạch lừa đảo này cùng với nữ quái Ninh Thị Vân Anh luôn. Và đây là lừa đảo ngoài đời thật, chứ không phải đóng phim hay diễn hài gì cả. Ấy vậy mà đến lạ, có một nam diễn viên từng xuất hiện trên nhiều phim truyền hình của VTV, được báo Dân Trí viết tắt tên là ông T, sống ở Hà Nội. Người nhiều lần vào vai bố già của siêu lừa Ninh Thị Vân Anh này, nhưng là giả trong đời thật. Để lừa nhiều người thật, chứ không phải bố giả trên TV, không phải giả trên phim. Thì khi được báo phỏng vấn lại kêu chú chỉ đóng vai cho công ty tổ chức sự kiện như một số vai khác, việc lừa đảo của cô dâu chú không liên quan. Ôi, ông T này tuổi 70 mà ngỡ như trẻ thơ, yêu ghê cơ. Thế công ty sự kiện thuê ông đi hấp diêm hay ngoại tình ngủ vợ người khác ngoài đời thật thì ông cũng đi. Xong ông bảo là ông không biết phân biệt đó là đang đóng phim hay ngoài đời thật ạ. Eo đùa, ông cũng ngơ ngác đỉnh cao giống Ninh Thị Vân Anh quá vậy. Nữ quái này khi bị phát giác thì cũng ngơ ngác như kiểu không liên quan, giống cái nhà ông T này bảo là ông không liên quan. Trong khi ông xuất hiện trong vai bố của siêu lừa Vân Anh đâu phải chỉ một lần trong một đám cưới đâu, mà còn nhiều lúc nhiều nơi, và xin ông nhớ cho đó toàn là ngoài đời thật chứ không phải trên phim trường phim ảnh. Chẳng lẽ ông không biết đó là ông đang đóng giả, hay ông bị lẫn tưởng ông là bố đẻ ra nó thật? Hãy xem dân tình bình gì về vai trò bố giả của ông đây. Xuất hiện trong đám cưới của Vân Anh, người bố này từng khiến dư luận xôn xao vì dù được thuê nhưng đóng rất đạt. Trong mọi khoảnh khắc dắt tay con vào lễ đường hay căn dặn chú rể, ông đều làm tốt vai trò của mình. Những hành động, ánh mắt đều cực kỳ tình cảm. Vâng, người dân đã nhận xét như vậy đấy. Còn về phía ông T, nếu ông bảo ông được thuê thì ông cần trình ra bằng chứng hợp đồng vai diễn của ông với công ty tổ chức sự kiện. Đó là công ty nào và ông phải cam kết những gì theo hợp đồng? Vậy khi ông đến căn nhà thuê nào đó chụp ảnh Tết với con gái Vân Anh giả của ông thì có thuộc hợp đồng với công ty kia không? Hay là ông nhận tiền riêng của nữ quái siêu lừa này? Những điều này ông T buộc phải trả lời với dư luận hoặc cơ quan công an, chứ không thể buông câu không liên quan là xong. Đông đảo nhân dân thì thấy là ông rất liên quan. Nếu không có ông này diễn đạt trong vai ông bố đại gia giàu có thì Ninh Thị Vân Anh khó mà thành công trong các phi vụ lừa đỉnh của mình.
Hiện tại thì công ty sự kiện giúp sức Ninh Thị Vân Anh tổ chức đám cưới giả với nhà gái giả, nhưng mà nhà trai là thật. Khách mời phía nhà gái giả thì cái công ty này vẫn chưa lộ diện. Tuy nhiên, đơn vị quay phim chụp ảnh thì đã lên tiếng vì họ cũng chỉ là nạn nhân và cũng làm tất cả vì mối quan hệ thân với bên nhà chú rể mà thôi. Đại diện đơn vị này đã viết lên fanpage ngày 15 tháng 9 năm 2022. Chúng tôi đã trở thành đơn vị ghi lại hình ảnh cho đám cưới siêu thế kỷ của cô dâu 17 tỷ. Đúng ra, chúng tôi sẽ để câu chuyện này chìm xuống như đã làm từ 4 năm trước vì không muốn mang tiếng ăn theo dòng sự kiện để nổi tiếng. Nhưng nhiều người nghi ngờ tính chân thực của Anna Việt Nam với những cú lừa này quá, nên chúng tôi quyết định lên tiếng để các bạn biết ngoài kia vẫn còn nhiều câu chuyện đáng sợ đến thế nào. Cú lừa 17 tỷ có thật không? Chúng tôi xin trả lời là có. Hoặc ít nhất, đám cưới ở Marriott Hà Nội cùng chiếc Rolls Royce thị phi và dàn diễn viên hùng hậu đóng vai bố mẹ họ hàng bên nhà gái là có thật. Tất cả chúng tôi đều bị lừa, từ đội quay chụp planner đến cả gia đình chú rể. Giờ phút này, khi đọc hết các loại phốt từ đầu đến cuối, rồi xem lại những hình ảnh wedding highlight, chúng tôi thực sự thấy rùng mình vì tất cả mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường, có phần hoàn hảo và ai cũng tròn vai, đặc biệt là cô dâu. Nếu bạn vẫn không tin, mời các bạn xem những thước phim ảo như phim này, đơn vị này viết. Hiện vụ việc này vẫn đang gay cấn do rất nhiều tình tiết khác nhau ở các phi vụ khác nhau đang bị các nạn nhân khác nhau đào xới, nhưng thủ phạm vẫn chỉ là Ninh Thị Vân. Hot Team sẽ tiếp tục cập nhật bởi vì câu chuyện vẫn rất hay ho nha các bạn. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và rung cái chuông nhỏ kế bên nhé. Hẹn gặp lại và xin chào!